Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ vì đã không nói ra được ba chữ ấy. Anh bảo ba chữ gì cơ? Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta không còn bên nhau nữa. Có chuyện gì mà anh làm em hồi hộp lo lắng thế? Em lên xe hoa về nhà chồng, còn anh thì lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy, nên hôm nay anh sẽ nói ra điều này. Anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. Anh nói nhanh lên đi. Trả anh tiền. 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 Anh này, sao bây giờ bọn trẻ con cứ thích nhai kẹo cao su thế nhỉ? Dễ hiểu thôi mà em, vì bọn trẻ muốn thử hương vị của tình yêu và hôn nhân ấy mà. Em chưa hiểu. Nhai kẹo cao su lúc đầu gọi là tiền hôn nhân, vừa thơm, vừa ngọt, vừa dẻo. Về sau sang giai đoạn hôn nhân thì hết thơm rồi, ngọt cũng hết, chỉ còn dai như chão, nuốt không được mà nhả cũng không xong. À. Anh, sau này lấy em, anh có đánh em không? Không bao giờ. Anh nói thật chứ? Thật. Cuộc đời ngắn ngủi, yêu thương nhau còn chưa đủ, anh đánh em làm cái gì? Anh không lừa em đấy chứ? Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà, cứ hỏi mãi, bực lên anh lại cho mấy cái bạt tai bây giờ. Anh yêu, anh có bao giờ hút thuốc không? Không, anh ghét nhất là mấy thứ vô bổ đấy. Anh không uống rượu chứ? Ừ, một giọt cũng không. Anh có lăng nhăng không? Làm sao có chuyện đó được, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh sẽ luôn yêu thương em và không bao giờ thay đổi chứ? Tất nhiên, anh là người chung thủy mà. Ôi, em hạnh phúc quá, chẳng nhẽ anh không có khuyết điểm gì sao? À, anh chỉ có tính hay bốc phét thôi. Em à, chúng ta hãy đốt hết các hóa đơn chi phí cho đám cưới đi nhá. Tại sao phải làm điều đó hả anh? Anh sợ rằng sau này con trai chúng ta mà đọc được những hóa đơn ấy thì không dám lấy vợ nữa. Này, vợ cậu là người như thế nào? À, thì cũng giống như vợ cậu thôi. Giống là giống thế nào được? Chẳng phải cậu không nuốt nổi các cái món cô ấy nấu nên mới sang đây ngồi với tôi đúng không? Ừ, cô ấy nói với tôi. Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm, vậy món nào anh thấy chưa vừa ý thì nói cho em biết nhá. Nói cho em biết để em không nấu món đó nữa đúng không? Không, em sẽ tiếp tục nấu món đó cho đến khi nào anh ăn khen ngon thì thôi. Ừ, công nhận, đúng rồi. Giống thật đấy. Giống thật đấy. Sao cậu không có bản lĩnh đàn ông gì hết vậy? Hôm qua tôi thấy vợ cậu quát to quá. Ờ, mình cũng sai nữa. Nhưng sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai đâu mà không dám sợ. Ôi trời, phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì. Mình phải có bản lĩnh đàn ông chứ. Làm sao phải sợ vợ? Vợ là cái đinh. Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì? À, ý anh nói vợ là cái đinh, còn anh là cái kim. Em à, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Anh chờ mong quá lâu rồi. Anh có muốn em ra đi không? Không, em đừng có nghĩ tới chuyện đó. Anh có yêu em không? Có chứ, nhiều lắm. Anh có bao giờ lừa dối em không? Không. Tại sao em lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy chứ? Anh có muốn hôn em không? Mỗi khi anh có cơ hội. Thế anh có đánh em không? Em điên à, anh đâu phải loại người đó. Em có thể tin tưởng anh được không? Ừ. Anh yêu. Ừ. Em có thể tin tưởng anh được không? Em điên à, anh đâu phải loại người đó. Thế anh có đánh em không? Mỗi khi anh có cơ hội. Anh có muốn hôn em không? Không. Tại sao em có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy chứ? Anh có bao giờ lừa dối em không? Có chứ, nhiều lắm. Thế anh có yêu em không? Không, em đừng có nghĩ tới chuyện đó. Thế anh có muốn em ra đi không? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Anh chờ mong nó quá lâu rồi. Anh à, anh có nhớ bữa chúng mình mới quen nhau không? Hôm đó trời cũng sấm sét đùng đùng như hôm nay đấy. Quên sao được. Nhưng đáng tiếc là anh đã coi thường lời cảnh báo về số phận mình từ thiên nhiên em ạ. Anh, sau này anh thích đặt tên gì cho con? Tên người yêu cũ của em đi.
Nhất định phải đẻ nhiều thế hả anh? Sao ngày nào anh cũng la cà nhậu nhẹt thế? Chẳng nghĩ gì đến vợ ở nhà. Bây giờ người ta cứ rủ, biết làm sao được chứ. Một thời gian sau, sao cô lại đi cặp bồ với nó? Thì tại nó cứ tán tỉnh, biết làm sao được. Biết làm sao được. Em à, nhiều lúc anh cảm thấy tình yêu của chúng mình cứ như chuyện tình Romeo và Juliet ấy. Thật vậy á? Anh cảm thấy lãng mạn lắm phải không? Không phải giống ở chỗ lãng mạn, mà là ở chỗ bố em cũng dọa giết anh. Em à, trên đời này có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì họ cũng nghĩ ngay đến mình. Anh nói thế là đang ám chỉ em đấy phải không? Ám chỉ em đấy phải không? Anh này, giữa em và thằng móc túi, anh sợ ai hơn? Đương nhiên là sợ em hơn rồi. Tại sao lại như thế? Vì bao nhiêu năm nay thằng trộm nó móc ví anh có một vài lần, còn em thì đếm không xuể. Em có đi du lịch với anh không? Đi đâu anh? Thủ đô Viêng Chăn. Viêng Chăn là thủ đô của nước nào ạ? Ừ, Viêng Chăn là thủ đô của nước Lào. Không, ý em là Viêng Chăn là thủ đô của nước nào? Viêng Chăn là thủ đô của nước Lào. Chia tay. Anh được lắm, dám ngoại tình cơ đấy. Em biết không, cái gì em cũng hơn họ hết mà. Anh bảo tôi hơn được cái gì? Đây, nhà to em ở với anh cả đời. Họ chỉ ở với anh cái nhà nghỉ có mấy chục mét vuông có một đêm, chấp người ta làm gì? Ừ, cũng đúng. Tiền lương thì anh đưa em hết, chỉ đưa họ có vài triệu thôi, chấp làm gì? Ờ, có lý. Em thì có hàng trăm bộ quần áo, người ta nghèo lắm. Quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh vải che thân, chấp họ làm gì? Nhưng họ xinh hơn em đúng không? Ui giời, nhan sắc á, cái đó thì họ phải gọi em bằng cu nhá. Xin vĩnh biệt cô. Này, cậu đi đâu đây? Thưa sếp, em đi gặp khách hàng ạ. Nếu không ký được hợp đồng thì đừng bao giờ gọi tao bằng sếp nữa. Ngày hôm sau. Hôm qua gặp khách hàng thế nào rồi? Mày đang hỏi tao đấy à? Sao ngày nào anh cũng la cà nhậu nhẹt thế? Chẳng nghĩ gì đến vợ ở nhà. Bây giờ người ta cứ rủ, biết làm sao được chứ. Một thời gian sau, sao cô lại đi cặp bồ với nó? Thì tại nó cứ tán tỉnh, biết làm sao được. Biết làm sao được.